Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Và cứ tiếp tục là cứ mỗi ngày thì 10 giờ mình đăng clip, mình sẽ dành tặng tất cả các bạn một cái điện vài nick. Còn ngày hôm nay thì sẽ đặc biệt hơn một chút là mình sẽ tặng cho tất cả các bạn hầu như là sẽ là được 5 nick. Và mình sẽ quay vòng quay 20.000. Và vòng quay 20.000 nó sẽ khác biệt đến vòng quay 10.000. Đó là sẽ được tỷ lệ ra nick ngon hơn rất nhiều. Và đặc biệt ngày hôm nay thì trong cái hũ vàng thì chúng ta đã có 10.500.000 rồi. Nếu các bạn mà nhanh tay vào quay thì hình như trong hết buổi trưa nay đến tầm chập chiều là nó chắc chắn là nó sẽ nổ hết cái hũ này. Và các bạn có thể thấy là ngày hôm nay nổ rất là nhiều hũ. Nổ hũ 3.4 triệu này 600 đến 1.4 triệu thôi. Còn cái hũ này hũ nó rất là to, đến 10 triệu thôi. Các bạn mà không nhanh tay vào quay cái này chỉ 10.000 thôi. Các bạn thử xem thử vận máy thì sẽ được nổ 10.500.000. Và bây giờ mình sẽ muốn 5 lượt quay nhé, và sẽ dành tặng tất cả các bạn 5 lượt quay đó. Và mình sẽ quay này. Đấy, được trúng được nick nào thì sẽ mình sẽ dành tặng các bạn nick đấy nhá. Hy vọng sẽ nick ngon. Ui, nick 20 tưởng này. Rồi, 20.000 mới được 20 tưởng là quá lời luôn đấy các bạn. Rồi, mình sẽ quay tiếp này. Đấy. Ơ. Sao lại đều như thế, bật nào nổ hù vậy? À bật con hù đấy. Ui, mình tưởng bật nào nổ hù vậy này. Mình tưởng bật nào nổ hù 10 triệu rồi mình mấy này, đừng từ là nổ nhá. Ôi giời, 10.600 này các bạn này, nó nhảy ghế lắm. Rồi mình sẽ quay tiếp các bạn này. Ôi tưởng bật nào nổ hù mày vãi này. Nick 30 tưởng này. Ôi ngon thế nhỉ. Ôi sao mày, ui gần nổ hù kìa. Để các bạn nhá, khi nào các bạn quay có cái chữ nổ hù này thì nó sẽ nổ này. Nick 10 tưởng này. Rồi mình sẽ quay thêm một lần nữa, mình sẽ tặng các bạn nhá. Được là hai nick, một nick 20 tưởng và 30 tưởng đấy. Nổ hù. Ui nick 20 tưởng rồi. Hầu như là hình như là sẽ còn 10.680.000 các bạn này. Hình như là vẫn chưa có ai nổ hù đâu, cho nên là clip này các bạn nếu mà có 10.000 thì các bạn hãy vào quay đi. Nguy cơ trúng được 10 triệu này nó nói chung nó rất là lời đấy. Được rồi. Ok, mình sẽ vào nick lịch sử giao dịch này. Rồi mình sẽ dành tặng các bạn nhé. Ngày hôm nay là đâu ta? Đấy 26 giây trước này, 1 phút này. Nick 20 tưởng này, nick 30 tưởng này. Nick 20 tưởng là một chú la biến này, mật khẩu 1 mơ tí pú cá 7 này. Còn nick 30 tưởng này các bạn này, nick này nick ngón này. Đấy, có nick 20 tưởng này. Đấy, các bạn có thể là tôi thật trầm cái clip này để các bạn vào nhá. Và đừng quên rằng hãy ủng hộ cho mình một nick 7.000 ở shop mơ sướng nhá. Và cảm ơn tất cả các bạn nhiều, mời các bạn hãy xem clip này cực kỳ hay luôn. Đấy là clip cực kỳ đỉnh cao của mình luôn. Mời các bạn hãy xem nhá. Của chúng ta, Tulane là một vị tướng đi mid mà hầu như tất cả mọi vị tướng chúng ta đều không muốn đối đầu với nó. Thì vì sự cờ bá đạo và đồ mạnh của nó, thì làm thế nào để khắc chế nó? Thì ngày hôm nay mình sẽ cho ra một vị tướng hay rất té đi mid. Thì các bạn hãy xem cách mà mình sẽ làm thằng Tulane của team địch không được chơi game trận đấu này, hoặc sẽ giảm sức mạnh của nó triệt để giúp tất cả các bạn có những kinh nghiệm hữu ích khi chơi vị tướng hay rất té hoặc đối đầu với Tulane. Nếu có Tulane, các bạn có vị tướng này, chắc chắn Tulane sẽ không được chơi game. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cách mà mình cầu rỉa máu nó như thế nào. Mình lên trước nó level 2 và chắc chắn nó sẽ chết cái pha này. Chiêu 2 và chiêu 1 các bạn ở đây lên, let's go, hay quá nhỉ. Rồi, đấy, và để dẫn làm việc rồi yêu cầu chỉ gấu nhưng mà lẽ hãy nền chúng ta một bài nhạc thật hay nào đấy. Rồi, hay quá. Như bạn đều thấy thì Tulane ở ra giấc đấu thì các bạn đều biết rồi. Nó cực kỳ bá đạo và hầu như các bạn nào xem live stream của mình đều biết có Tulane hầu như Tulane đều thắng. Và mình vẫn chưa có một cách nào khắc chế để mà lấy những cái vị tướng pháp sư như Liliana, như tất cả vị tướng rát các thứ thì hầu như không đối đâu được với vị tướng Tulane các bạn nhá. Nhưng và mà mình thực sự là có nhiều trận mình đã tìm hiểu khá là kỳ, nói chung là khá là kỳ, đó là khi các bạn cầm xạ thủ đi ra được mid thì hạn chế rất nhiều sức mạnh của vị tướng Tulane. Điểm mạnh của nó là gì ạ? Điểm mạnh của nó là chỉ hai chiêu thì nó có thể là lấy được cái đồ tài của nó, phám quái rất nhanh. Và khi phám quái rất nhanh thì nó sẽ đi đè rừng mình và đi gánh rất lợi thế. Thì ngày hôm nay mình sẽ cho một vị tướng xạ thủ là hai chiếc té đi mid, nó sẽ khắc chế toàn diện giữa Tulane và hầu như Tulane sẽ không di chuyển được đâu, nó phải ở lại đường để thủ. Đây phá này, các bạn có thể thấy là chắc chắn rằng cái phá gánh này Tulane không hề được đi gánh, và chắc chắn tí mình sẽ gánh cái phá này và chắc chắn sẽ giết được ba người luôn. Đây một thằng rồi, đây hai thằng này, đây mình giết con Cavani các bạn nhé, giết tuyệt để tiếp nó luôn. Đấy, các bạn có thể thấy là mình không cần biết là các bạn cầm hay cái té đi mid các bạn giết được Tulane hay không,
Cái đó mình không cần biết, nhưng chắc chắn con Tu Lén nó không thể nào là một vị tướng đi gánh hoặc là phản gánh cho tiếng địch của nó. Bởi vì ngay tính chất mình cầm Hayate đầu tiên, Tu Lén chắc chắn nó sẽ không dám phám, không dám dùng một cái combo để lao lên. Bởi vì vị tướng Hayate này cầu một vị tướng, mình đã nói rồi, cầu rìa, cầu rìa rồi tiến phóng các bạn nhé. Bởi vì khi sử dụng cho mình 6 đòn đánh thương hoặc là 6 chiêu thức trúng thì nó sẽ gây được sát thương chuẩn của nó. Chẳng hạn chiêu 1 của nó, khi các bạn sử dụng một chiêu 1 của nó trúng vào người của tiếng địch thì hầu như nó sẽ được kích hoạt nội tài luôn. Hoặc các bạn sẽ đánh thương 6 cái thì nó cũng sẽ được kích hoạt nội tài. Và khi cầm nắng các bạn đi mid và mình kết hợp với cầm nắng đi mid các bạn ấy, thì mình sẽ di chuyển khi mình đẩy tất cả các tác lượng của ấy ở đường mid xong, thì các bạn phải có trách nhiệm đi gánh đường khác. Không gánh được các bạn cũng sẽ phải gây áp lực cho nó. Đây là cái cầm nắng hoặc là gọi cầm nắng đi mid, mình đã hướng dẫn tất cả các bạn rồi. Chúng ta đi mid là chúng ta sẽ có trong vai trọng trách hỗ trợ của một người đi rừng. Chúng ta sẽ đi gánh triệt để khi mà chúng ta phám quái sóng. Đấy các bạn có thể thấy chơi luôn đây chưa ba này. Đây chạy đi đâu, ôi Tu Lén đấy. Các bạn có thể thấy là hầu như Tu Lén nó sẽ không làm được gì mình cả, cho dù nó có như thế nào đi nữa. Và mình khẳng định luôn, keo này là keo chênh lệch về chất tướng chứ không chênh lệch về kỹ năng các bạn nhé. Cho dù Tu Lén có kỹ năng cao hơn hay rất té đi chăng nữa ấy, thì các bạn hãy yên tâm rằng các bạn có thể tiến cơ vì tưởng Tu Lén, bởi vì đấy là keo hơn nhau với chất tướng và nó sẽ đe rất mạnh về trực tiếp với vì tưởng Tu Lén. Cho nên thực sự là cái nỗi ám ảnh bản thân mình cũng như vậy. Khi mà đối đầu với Tu Lén nó rất là ghê gớm. Hầu như mình cầm Nagaroth thì đều bị Tu Lén nó cáo tớ rất là ghê gớm. Nhưng clip ngày hôm nay thì các bạn hãy yên tâm rằng có Tu Lén bắt buộc phải có vị tướng này giúp mình, thì con Tu Lén tím địch có như hầu như là tím địch con Tu Lén nó sẽ không được chơi game ra đầu tiên. Và mình sẽ vịt vào cái lợi thế khi không cho con Tu Lén chơi game thì mình sẽ là người đi gánh trực tiếp thay thực thể thằng rừng. Mình là một người vị tướng đi mít xạ thủ đi gánh hầu như là ghê gớm máy này. Đấy các bạn có thể thấy là đường boss của nó nát vãi này và đường kinh công ở phía dưới các bạn nhé. Mình đã gây áp lực phía dưới, các bạn hãy nhìn cái cách thằng lừa bổ thủ trụ đi đấy. Nó bởi vì các bạn phải hiểu như thế này, khi mà bản thân của các bạn mà đi gánh một đường nào đấy, mặc dù các bạn không cần gánh được mà chỉ cần có mặt ở đấy, thì đó sẽ là gây một cái áp lực rất mạnh về một đường đấy, thì hầu như nó sẽ ám ảnh rất nhiều. Cho nên nhiều bạn nói là cái pha này không gánh được mình xuống làm gì, các bạn nhầm rồi. Tha các bạn chạy xuống để các bạn có thể là có sự xuất hiện của bạn ở đường dưới đó, còn hơn ở đường mid các bạn phám xong các bạn đứng ở đấy để làm cái gì ạ? Đường mid mình đã phân tích rồi, cái lượng quái nó lên nhanh hơn các đường khác là để giúp cho thằng mid nó có thể phám xong, nó có thể di chuyển đi gánh đấy, chứ không phải là phám xong để nó có thể đứng ở đường đấy. Trừ khi những cái pha này mình sẽ có thể là cầu rìa và có thể giết được nó đấy. Đấy những pha này mình giết được nó mình ở lại đấy, còn không giết được ấy thì mình sẽ đi gánh liền đấy. Vừa giết được một mảng, vừa có một trụ, và hầu như Tu Lén nó không có một cơ hội nào để đối đầu với mình cả. Tại vì sao ạ? Đấy là một vị tướng cầu rìa tiến phong, cầu rìa tiến phong ạ. Tu Lén thì nó chỉ hanh được những vị tướng mà tay ngắn đấy các bạn nhé. Và đây là một vị tướng cầu rìa tiến phong thì hầu như Tu Lén nó không có cửa vào pha này. Bye này, bỏ trụ rồi. Ôi rồi bỏ trụ rồi. Thôi không sao, pha này sẽ là một trụ đổi một trụ của tí mình và không sao đâu các bạn nhé. Và mình đã hướng dẫn phân tích tất cả các bạn thôi. Trước khi các bạn sử dụng vị tướng nào thì các bạn phải phân tích điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình, và sẽ so sánh điểm yếu và điểm mạnh của tím địch để chúng ta chơi và combat như thế nào cho hợp lý. Và clip này cũng không ngoại lệ, mình xin phép được phân tích vị tướng Hayate này. Vị tướng Hayate này điểm mạnh của nó cầu rìa và tiến phong. Thì cầu rìa tiến phong như nào, mình đã nói clip Hayate trước rồi và mình sẽ nói lại một chút. Đầu tiên mạnh nhất của vị tướng Hayate này đó là chúng ta phải kích hoạt được cái nội tài sát thương chuẩn của nó. Mà kích hoạt nội tài sát thương chuẩn của nó là đã được gì? Chẳng hạn là chiêu thức và đòn đánh thương của nó lên 6 lần của một vị tướng tím địch thì nó sẽ được kích hoạt cái nội tài này. Thì khi chúng ta sở hữu được cái nội tài là sát thương chuẩn thì chúng ta sẽ kết hợp là tiến phong lao vào đánh trực diện, kết hợp chiêu bá để vào đánh vị tướng đấy. Đó là điểm mạnh của vị tướng Hayate. Còn điểm yếu của nó là gì ạ? Điểm yếu của nó là đòn đánh thương nó yếu vãi nhái đấy. Cho nên khi chúng ta không còn nội tài thì hầu như chúng ta đừng có tiến phóng mà làm gì cả, bởi vì chẳng có đám đâu. Chẳng hạn phá này này, đấy mình sẽ bắn thương cho nó nổ nội tài này. Chơi một đấy, chơi luôn này, từ mình bình tĩnh này. Đây cá phi ni này, chơi một này rồi, mình còn chưa bá các bạn nhá, chưa mình còn chưa bá nhá. Bay lên đấy, các bạn có thể thấy như thế.
khi mình có kích hoạt được cái nội tại rồi thì mình sẽ lúc đó sẽ tiến phong vào, mình sẽ đánh trực diện, đánh gần với team địch của nó các bạn nhá. Thì đó là cái điểm mạnh của Hayate và mình được kết hợp vào như thế. Còn điểm mạnh của team địch và điểm yếu của team địch như nào thì mình xin phép phân tích luôn. Điểm mạnh của vị tướng Tulen là khi nó sẽ sử dụng được cho mình combo chiếu 1, chiếu 2 và nó lấy được cái nội tài của nó là nắm cái vong tía của nó. Thì hầu như khi nó sử dụng Tulen mà kích hoạt được nội tài của Tulen thì hầu như hai cái té nó không có cửa. Nhưng làm thế nào để con Tulen lấy được cái nội tài đó từ mình thì cái đó nó rất là khó, bởi vì vị tướng hai cái té là một vị tướng cấu rìa từ xa và Tulen không có quyền để làm cái điều đấy. Thì mình có quyền để có thể giết được cái con Tulen này. Và cách thứ hai là khi chơi luôn sợ cái gì. Ôi cứu em anh ơi. Ôi rồi. Đấy. Và mình sẽ phân tích thêm đó vị tướng Tulen nhá. Còn vị tướng Oma thì các bạn đều thấy rồi. Chúng ta cũng sẽ đối đầu và hầu như tất cả mọi vị tướng tiếp địch chúng ta sẽ có một cách là đứng từ xa cổ rìa rồi mới lá vào sáu. Chẳng hạn như Cafeini hay là vị tướng xạ thủ của tiếp địch ấy thì chúng ta không giải gì mà tự nhiên lao lên bắn thương với nó làm gì cả. Thật đấy, chúng ta chả giả gì mà lao lên bắn thương hoặc là lao lên để trong cái tâm bắn của Cafeini làm gì cả. Khi một vị tướng mà nằm trong tâm bắn của Cafeini thì hầu như tất cả hầu như chúng ta rất khó để đối đầu với Cafeini các bạn nhé. Đấy, cho nên cái cách mà chúng ta muốn vào bất kỳ một vị tướng nào thì bắt buộc chúng ta phải có được cái nội tài của vị tướng hai cái té này. Các bạn hãy nên nhớ giúp mình phải có cái nội tài, kích hoạt nội tài thì lúc đó chúng ta mới tính được cái chuyện solo kill với những vị tướng mạnh khác. Còn lại nếu không có nội tài thì hầu như hay cái té nó không có đam. Các bạn đến nhớ như vậy. Đây, các bạn hãy nhìn cách build đồ của mình. Kiếm phán nia này. Nó thành kiếm phán nia nhá. Rồi xong đã bỏ táp. Xong đó bỏ táp rồi áo choàng băng giá. Đây, chẳng hạn phán này mình có nội tài này, chiêu bán này. Đấy. Thì lấy lượng đam đâu ra mà bắn thương mạnh được à, trừ khi nó có cái nội tài. Nên cái clip ngày hôm nay ngoài việc khi có Tulen các bạn pick cho mình Hayate thì tất cả các bạn hãy nắm vững cho mình một vị tướng Hayate, chúng ta chơi theo cách như nào. Đấy, cho nên cái clip này mình muốn truyền đạt cho tất cả các bạn rằng có Tulen pick Hayate và khi có Hayate chúng ta sẽ chơi bằng cách cấu rìa trên phóng mà mình đã hướng dẫn ở clip trước như thế nào rồi. Và khi chúng ta là một người đi mid thì chúng ta sẽ làm một vị trí đi rừng hái. Khi nếu mình nói các bạn nhé, nếu chúng ta mà giết được thằng mid ở mid thì chúng ta nên ở lại giết thằng mid. Đây. Giết thằng mid và phá trụ. Còn không thì các bạn hãy di chuyển thật nhanh cho mình đường rồng hoặc đường kinh công để chúng ta gây áp lực. Các bạn đi gánh không nhất thiết là chúng ta sẽ giết được người ở đường đấy, mà chúng ta đi gánh cái mục đích quan trọng nhất là chúng ta sẽ là gây áp lực và gây cái sự có mặt của mình ở đường đấy. Đó là cái thành công của một người đi gánh các bạn nhé. Khi chúng ta có mặt ở đường đấy thì hầu như tướng địch nó sẽ rất e dè và đánh không thể hiểu bảo lấy được một chút. Đây. Các bạn thấy chưa, khi mình kích hoạt nội tài thì mình chắc chắn sẽ vào vị tướng hai cái té này. Và mình khẳng định luôn, các bạn có những cái kinh nghiệm này chắc chắn các bạn vào đánh nó sẽ tốt hơn và chắc chắn cầm vị tướng này sẽ chắc tay hơn rất nhiều. Đấy. Và ngày mới mình không quên đang chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ. Do là clip này mình đang còn hướng dẫn tất cả các bạn nhiệt tình quá, đấm đã chứa chúc các bạn cho nên các bạn thông cảm giúp mình nhá. Và các bạn, ôi dồi ôi, em sợ anh Tulen vãi nhà ấy. Đấy, khi mà vị tướng hay cho té đi mid thì nó làm được rất là nhiều điều. Hầu như các bạn có thể thấy trận đấu này có Tulen không đi gánh được cái đấu ngoài việc ở mid farm. Và nó có di chuyển ở đâu thì hầu như di chuyển đi thủ đường. Đấy. Thì clip này nói chung là một cái thành công của mình khi mà cầm vị tướng hai cái té đây mid và ở rank thách đấu cũng như vậy các bạn nhé. Chỉ cần bất kể ở rank gì đi chăng nữa mình không biết, có Tulen ở mid thì có hai cái té các bạn cho mình. Bởi vì rằng ạ, Tulen hiện tại là một vị tướng pháp sư hầu như là nó toàn diện nhất lên combo bá hiện tại, bây giờ hot pick nhất luôn đấy. Cho nên là tại vì sao lại mình lại luôn đau đầu vì nó, bởi vì nó cực kỳ mạnh là như vậy. Và ngày hôm nay thì chúng ta đỡ phải xử đó, không phải lo lắng gì cả. Rồi. Và đây sẽ là pha ALL cuối cùng của bọn mình. Let's go. Lên luôn. Các bạn nhá, mình có nội tài nhá. Đây, các bạn thấy chưa? Mình có nội tài, lao lên có nội tài là bắn hết tất cả mọi thứ. Ôi không được rồi. Rồi mình nghĩ là trận đấu này có thể là kết thúc ngay tại đây luôn. Bây giờ bọn mình sẽ ALL ở đây một phát, phá trụ giết được thằng Zon là win trận đấu này luôn. Đấy. Các bạn đừng quên vào shop Mơ Dương ủng hộ cho mình 7.000 nhá. Và cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Rồi, let's go, lao lên. Rồi, ok, Queen rồi. Giết được bố là trận đấu kết thúc luôn nhá. Rồi, và mình nghỉ trận đấu đến đây kết thúc rồi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nhá. Và vẫn như vậy các bạn ơi. Tất cả các bạn ơi, mà yêu.